Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mưa lũ những ngày qua đã khiến nhiều tỉnh miền Trung ngập lụt nặng nề. Tại Quảng Nam, nhiều tuyến đường ngập nặng, người dân vùng rốn lũ khổ sở di chuyển sinh hoạt. Phía trước bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam, đường Quang Trung huyện Đại Lộc có đoạn ngập sâu hơn 1 mét. Người dân và đội ngũ y bác sĩ gặp nhiều vất vả trong việc đến khám chữa bệnh và đi làm. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến bờ sông Vu Gia, đoạn xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến 200 hộ dân. Vị trí sạt lở bắt đầu manh nha từ năm ngoái. Khi mưa lớn, nước đổ tạo dòng chảy mạnh khiến sạt lở nghiêm trọng hơn, gây tình trạng xâm thực, ăn sâu vào trong bờ. Vị trí sạt lở tại thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường kéo dài khoảng 100 mét, ăn sâu vào bờ từ 4 đến 5 mét. Nhà của người dân cách đó khoảng 100 mét có nguy cơ mất an toàn về người và tài sản. Chính quyền địa phương đã huy động gần 200 công an, dân quân tự vệ cùng người dân đóng bao tải cát, đóng cọc tre, làm kè để gia cố vị trí sạt lở. Bà Trương Thị Cẩm, ngụ thôn Khương Mỹ cho hay, cứ vào mùa mưa lũ, người dân lại lo lắng sạt lở đất đe dọa. Bà Cẩm nói, khi nghe tổ chức gia cố bờ sông, chúng tôi cùng lực lượng chức năng tham gia chặt tre, đổ cát. Ông Phan Phước Mơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Cường cho biết, xã đã báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc. Nếu tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp và không có biện pháp tu bổ sửa chữa kè kịp thời thì gần 200 hộ dân thôn Khương Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ bị cô lập hoàn toàn. Theo ông Nguyễn Hảo, Bí thư huyện ủy Đại Lộc, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu địa phương khẩn trương gia cố, khắc phục tình trạng sạt lở tạm thời. Ông Hảo thông tin, khi qua mùa mưa, huyện sẽ nghiên cứu tìm phương án khắc phục lâu dài. Nếu vượt khả năng của huyện thì sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kịp thời để không ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của các hộ dân nơi đây. Sáng ngày 14 tháng 11, trên địa bàn huyện Nam Trà My xuất hiện mưa rất lớn, khiến nhiều tuyến đường giao thông xuất hiện sạt lở, mực nước ở các sông suối dâng cao, chảy xiết. Theo thông tin mới cập nhật từ Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My, mưa lớn khiến cho tuyến đường DH5 từ Tắc Bỏ vào Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông. Ngầm sông Trường, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My bị ngập sâu hơn 1 mét, khiến các phương tiện không thể lưu thông mà phải đi đường tránh. Tại địa bàn xã Trà Leng, nước lũ trên sông Xoan và sông Leng cuồn cuộn đổ về, nên trạm y tế xã đã chủ động di rời trang thiết bị khám chữa bệnh từ tầng 1 lên tầng 2 để đề phòng ngập lụt hư hại. Huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cho 10 trên 10 xã tập trung kiểm tra hiện trạng tại các khu dân cư, công sở, trường học và sẵn sàng lực lượng để di rời, sơ tán đến nơi an toàn khi có nguy hiểm. Đồng thời huy động phương tiện máy móc để giải phóng sạt lở trên tuyến DH5 để đảm bảo lưu thông an toàn cho nhân dân. Tại thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường bị sạt lở bờ sông Vu Gia chiều dài khoảng gần 100 mét, chiều sâu từ 4 đến 5 mét. Ủy ban nhân dân huyện đã kiểm tra và đưa ra phương án khắc phục tạm thời bằng đóng cọc tre, bỏ bao cát theo ta luy để giữ tạm không cho ảnh hưởng tuyến giao thông đi ra thôn 10 xã Đại Cường. Quốc lộ 14H cũng bị tắc đường đoạn qua cầu Khe Rinh km 65-402 và cầu Bến Đình km 71-410, huyện Nông Sơn do nước ngập sâu. Ngày 14 tháng 11, sau khi mưa lũ đi qua, các chú bộ đội và thầy cô giáo trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đến trường để dọn dẹp bùn đất. Việc dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ được thực hiện từ sáng cùng ngày. Mưa lũ tới trong đêm nhưng các trang thiết bị dạy học đã được kê lên cao nên không gây thiệt hại. Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Cam Tuyền cho biết, mưa lớn nước lũ dâng cao và bắt đầu tràn vào sân trường, lớp học vào tối ngày 13 tháng 11. Nước lũ vào các phòng học khoảng 30 cm đã để lại một lớp bùn đất trên sàn nhà. Các thầy cô cho biết, nước lũ không gây thiệt hại lớn cho trường vì trong chiều ngày 13 tháng 11, các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học đã được thầy cô di chuyển lên tầng 2 của trường. Thầy cô dùng nước làm sạch sàn các phòng học sau khi nước lũ vừa rút. Với khối lượng công việc nhiều, lực lượng quân đội đóng trên địa bàn huyện đã đến hỗ trợ nhà trường dọn dẹp bùn đất do mưa lũ gây ra. Mưa lũ rút, một lớp dày bùn đất nằm lại giữa sân trường. Các chiến sĩ giúp nhà trường dọn dẹp lớp bùn đất sau khi mưa lũ quét qua. Năm nào, bộ đội cũng là lực lượng xung kích giúp dọn dẹp, vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Những chiếc bàn ghế được thầy cô giáo rửa sạch sẽ, không còn dính bùn đất của mưa lũ. Sau khi dọn sạch lớp bùn đất, các bàn ghế được sắp xếp gọn gàng để sẵn sàng cho việc dạy học ngay khi mưa lũ rút. Bên ngoài tường rào của trường, nhiều thân cây mắc lại sau mưa lũ.
nước lũ lên nhanh nhưng cũng rút nhanh. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 11, theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã khiến một người mất tích và gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và các công trình khác. Người bị mất tích là anh Lê Đức Hùng, 36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Anh Hùng bị mất tích khi đi đánh bắt cá vào tối 13 tháng 11. Mưa lũ đã khiến một người mất tích và gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân và các công trình khác. Mưa lớn cũng đã khiến 1.259 nhà dân bị ngập, trong đó tại huyện Cam Lộ là 1.062 nhà, thành phố Đông Hà là 197 nhà. Nhiều đoạn bờ sông, bờ suối tiếp tục bị sói, sạt lở. Một số công trình, cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi bị ngập, sạt lở, hư hỏng do mưa lũ. Mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả, cây giống lâm nghiệp của người dân bị thiệt hại. Tại huyện Cam Lộ, nước lên nhanh làm đàn bò khoảng 50-60 con của gia đình ông Nguyễn Văn Triều và bà Phan Thị Lý bị cuốn trôi. Theo đó, vào lúc 20 giờ tối 13 tháng 11, mưa lớn khiến nước sông Hiếu dâng cao và chảy xiết đã cuốn trôi đàn bò với hơn 50 con của anh Nguyễn Văn Triều ở thị trấn Cam Lộ. Ông Trần Viết Hưng, Chủ tịch UBND thị trấn Cam Lộ cũng cho biết đàn bò này của gia đình anh Triều mua về để buôn bán. Khi đàn bò đang tập kết nhốt tạm thời bên sông Hiếu, phía xã Cam Tuyền thì bị nước cuốn. Trong đó một số con bò theo dòng nước trôi sạt đến thành phố Đông Hà. Một số gia đình khác ở huyện Cam Lộ cũng bị cuốn trôi dưới 10 con bò. Đến sáng 14 tháng 11, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, gia đình ông Triều và bà Lý đã tìm được khoảng 30 con bò. Theo ông Mai Chiếm Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu, đến tối 14 tháng 11, nhà của hơn 100 hộ dân bị ngập. Ông Hiệp cho biết thêm, để ứng phó với đợt mưa lũ này, hơn 100 hộ dân tại xã Cam Hiếu đã được di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, mỗi thôn có đội xung kích khoảng 30 người đang sử dụng các phương tiện tại chỗ để đi hỗ trợ người dân kê dọn đồ đạc. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cũng đã có công điện gửi các cơ quan đơn vị và các địa phương về việc chủ động triển khai ứng phó với mưa lũ. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ 7 giờ ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ ngày 14 tháng 11, có mưa to, mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 90 đến 420mm. Một số nơi cao hơn như Bình Tiến 460,2mm, lưu vực thủy điện Giao Trang 4 khoảng 464,0mm và Bình Điền 473,0mm. Dự báo đến ngày 17 tháng 11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai cấp 2. Nguy cơ xảy ra lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng miền núi và ven sông suối nhỏ ở huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mực nước trên sông Bồ trên báo động 2, mực nước trên sông Hương trên báo động 1. Các hồ Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch đang vận hành điều tiết giảm lũ cho vùng hạ du. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, phân công lãnh đạo xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng phối hợp với các sở, ban ngành địa phương, đơn vị ra soát, hoàn thiện kế hoạch, phương án, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, tổ chức cứu hộ cứu nạn, sơ tán người dân. Trong 24 giờ qua tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ ngày 14 tháng 11 tại huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ phổ biến từ 70 đến 120mm, có nơi cao hơn như Hòa Bắc 133,8mm, các quận còn lại 20 đến 60mm. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận đêm 12 tháng 11 đã ký thông báo cho hơn 290.000 học sinh trẻ mầm non Đà Nẵng nghỉ học ngày 13 tháng 11 vì dự báo mưa lớn. Trước đó, Đài khí tượng Thủy văn cảnh báo trong đêm 12 và 13 tháng 11, địa bàn thành phố có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi. Do đó, ngành giáo dục thành phố chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó. Bà Thuận yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường, trung tâm trực thuộc sở chủ động, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp khi nước rút, mưa ngớt để học sinh trở lại trường. Đây là lần thứ tư học sinh Đà Nẵng phải nghỉ học do mưa lũ trong vòng chưa đầy một tháng. Ba ngày nghỉ học trước rơi vào đợt lũ kéo dài từ 12 đến 17 tháng 10, với lượng mưa phổ biến từ 700 đến 900mm. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết
đã giao các trường chủ động kế hoạch dạy bù sang các ngày nghỉ học vì mưa lũ nhằm đảm bảo kiến thức cho học sinh. Tại Đà Nẵng, thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố cho thấy, trong ngày 13 tháng 11, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung khu vực miền núi. Vì vậy, tại huyện Hòa Vang bị ngập cục bộ nhiều nơi, có đến 18 trên 113 thôn ở huyện này đã bị ngập lụt, chia cắt giao thông, gần 100 nhà dân bị ngập trong nước. Huyện Hòa Vang cũng đang phải di rời 7 hộ, 29 người dân tại thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc. Dự báo từ 10 giờ ngày 14 tháng 11 đến 10 giờ ngày 16 tháng 11, tại thành phố Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại các quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang là 100-250mm, có nơi trên 300mm. Các quận còn lại 80-200mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, cấp 1. Người dân cần đề phòng mưa với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị. Trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!